Chị Lê xin chào tất cả các bạn. Mình đang đứng trước cửa tiệm siêu thị của người Ấn Độ. Đây là ở trên con đường 37, đại lộ 37 nha. Đây nè, đại lộ 37. Thì con đường bên đây là đường đường số 3. Đường này đường số 3 nè. Hiện giờ là cái tiệm này nằm ở bên Queens của New York. Đây là tên cửa tiệm siêu thị nè, cũng là gọi là Apna Bazaar. Bây giờ trước khi mình vô bên trong á, mình quay cảnh bên ngoài xem ở đây nó bán gì đây nè. Đó. Thì cái siêu thị của người Ấn Độ nó bán đủ thứ nha các bạn. Các bạn thêm nè. Đó, cái trái hồng giòn nè, cái hồng chứ. Loại này hồng giòn mà loại dẹp nha, nhỏ xíu à. 3 trái, 5 trái nó bán 2 đồng. Nhỏ xíu à. Đó, 5 trái 2 đồng nè. Thì cái siêu thị Ấn Độ đây nó bán đồ của người Á Châu rất là nhiều. Cho nên mình qua bên đây đi sắm, mua sắm. Mình đi đây. Các bạn đi xem mấy cái dùng này luôn đây nè. Đó. Bây giờ để mình đi vô bên trong. Ổi nè các bạn. 3 đồng 1 pound tức là chạy ra là khoảng gần 6 đồng 1 ký á. Hay, đây bán cà chua nè, ớt nè đó. Bán rất là nhiều nha. Thì mấy cái siêu thị của Ấn Độ nó bán nhiều rất là to mà hình như là lớn hơn mấy cái tiệm của người Tàu á. Bạn thấy mỗi lần xe tải nó vô là một đống luôn. Vô cổng này. Welcome. Welcome. Mình sẽ cho các bạn xem sơ sơ thôi nha, chứ không có xem hết. Bán rất là nhiều loại rau quả mà, rồi rau tươi. Này của Ấn Độ nha. Cái này. Ớt này. Thì cách cấu nó bán giống như nó cũng giống như người gì gọi là gì? Người Tàu nhưng mà nó khác một chút thôi. Bán nghệ nè, củ nghệ nè các bạn. Bán khá nhiều nha bạn, tạp khô, đồ khô bán rất là nhiều. Thì rất là nhiều hơn là mấy cái tiệm người Á Châu khác, giả sử như người Tàu nè, đó. Các bạn thấy không? Gạo quá trời nè, đủ loại thứ gạo luôn. Rất nhiều nha. Thì bữa nay mình dẫn các bạn đi xem siêu thị của người Ấn Độ.
Đó. Đủ loại gạo nha. Cái bán lại bánh gì đây? Bánh này có đây nó bán ngộ thiệt. Mình không biết luôn nha. Mấy loại bánh này mình không biết luôn. Thì bữa nay mình giới thiệu cho các bạn siêu thị của người Ấn Độ, còn nó bán làm sao. Bánh mì nè, bagel, đây là đồ đông lạnh. Yeah, đồ đông lạnh nè. Đồ này mình ăn hoài à. Ấn Độ. Đồ đông lạnh nè. Thì đây mình chỉ quay, mình quay trực tiếp nhưng mình quay nhanh nha, tại vì người ta để ý. Thì mấy cái đồ này nè. Như là tiêu, mặt kháng gì các bạn. Cinnamon chứ, cinnamon stick. Nó bán rất là nhiều sản phẩm của người Á Châu nha, rất là nhiều. Này tiêu nè. Đó. Này bột nghệ. Quá trời luôn này, như là bột này, chắc là bột ớt quá, chili nè, đó, powder, chili rất là nhiều. Nếu mà các bạn muốn ăn đồ người Á Châu thì bạn vô tiệm Ấn Độ. Đây có diễn mấy cái show nè các bạn. Mấy cái show ở bên New Jersey á, ngày 15 tây tháng 11 á, nó có mấy cái show nè của Ấn Độ. Và để mình dẫn các bạn đi xem dạo vòng bên ngoài nha. Bữa nay trời mưa. Ở hàng nó về đổ hết rồi. Bữa nay trời mưa thì mình dẫn các bạn đi xem chơi vậy thôi. Ok. Thì khi nào khác á, mình sẽ dẫn cho các bạn đi đi tới cái chỗ của Hàn Quốc, chợ siêu thị của Hàn Quốc, lại chợ siêu thị của Nhật Bản. Thì bữa nay mình chỉ ghé siêu thị của Ấn Độ thôi. Và đây là cảnh siêu thị của Ấn Độ tại ở phía bên vùng Queens, New York. Hôm nay trời mưa nha, cho nên mình chiếu sơ sơ cho các bạn xem thôi, hỏi để mình đi tới đó cho các bạn xem mấy cái quán mình kia nó bán cái gì nè. Cũng là Ấn Độ luôn nha, khu này khu Ấn Độ. Thì mình không có dùng cái máy chống rung á, cho nên nó hơi rung nha các bạn. Đó. Mưa. Đây. Ô, người ta sắp hàng vô làm gì ta? Thấy người ta xếp hàng vô. Đó, mấy cái này nè.
nghe đánh bài quá không. không hiểu nó giới thiệu gì đây, không biết người ta sắp hàng vô làm gì đây. Cái vòng vòng cái này là beauty salon. Đây nó bán gì đây, sắp hàng, tới sắp hàng đi vô. Không biết nó sắp hàng vô làm gì không? Có cái quán này ở đúng rồi, cái này nè, Maharaja Sweet. Tiệm bánh này sắp hàng vô mua bánh rồi. Thôi đi ra. Khô mưa nha, mình không đi được nhiều, mưa với lại lạnh nữa. Mệt thiệt. Trời mưa nha các bạn, mình chắc quay trở lại quá, đi không được nhiều. Cái siêu thị nãy mình đi á, rồi ra đây. Thì cái khu này các bạn thấy, mấy cái nhà hàng nó không cho ngồi ăn bên trong á, bây giờ nó dựng những cái nhà vậy nè, các bạn có thể vô trong đây ngồi ăn bên ngoài, nó không cho trong nhà ăn á, tại vì đang vẫn còn đang dịch bệnh á. Hoa đẹp thiệt á, đây nè. Ok, đẹp thiệt á. Thì cái khu này là khu của Ấn Độ nha, của người Ấn Độ. Đây có người cũng làm YouTube nè các bạn. Đây. Đây là mấy cái gian hàng bán đồ điện kim khí lại vàng bạc. Đó, người ta thấy người ta đã ngồi bên trong ta ăn đó. Thì mình không có cầm cái đồ chống rung á, cho nên hình không được rõ. Trời quá lạnh. Để mình đi qua bên kia coi xem có gì. Trời mưa nha. Chà. Ở trên kia là Subway nè các bạn. Các bạn đi xe lửa đó, Subway. Khu này chắc bình thường chắc rất là đông, tại vì mưa đó, cho nên ít người qua lại. Khi nào có dịp đó, mình sẽ quay cảnh khu chợ Nhật Bản với lại khu chợ người Hàn Quốc. Rồi. Ok, Chi Lê xin chấm dứt video mình đây. Các bạn thấy video này hữu ích, các bạn nhấn cho Chi Lê một like. Và nhớ ủng hộ, đăng ký, chia sẻ cái video này. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nha. Chị Lê xin chào tạm biệt. Chị Lê TV, bye bye.